Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về công việc kiểm tra khu vực chung tại tháp chung cư. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra thùng rửa tay chỗ. Trong thùng rửa tay chỗ sẽ có vòi phun, đầu phun và ba bình bột chữa cháy. Checklist sẽ được kiểm tra 18 lần. Đầu phun phải kiểm tra là không được bịt hay có gì vướng để khi có chữa cháy thì sẽ tiện khi sử dụng. Bình cứu hỏa phải được kiểm tra 1 tháng 1 lần để kiểm tra trọng lượng bình có tốt hay không. Tủ chữa cháy phải luôn được đảm bảo sạch sẽ. Còn đây là cách hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy. Nó có kéo hướng bóp và quét để dùng cho những người khi mới sử dụng cũng có thể sử dụng bình chữa cháy một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, còn những hạng mục không kém phần quan trọng, đó là thiết bị chỉ dẫn, thiết bị chiếu sáng, cửa thoát hiểm, thùng rác. Mỗi thiết bị đều có tiêu chuẩn riêng. Bằng điều khiển thang máy cũng phải dùng khăn trắng ẩm để lau. Cửa thoát hiểm phải được khóa từ ngoài vào trong. Kiểm tra các thiết bị trên cao, nếu có hỏng hóc phải báo bộ phận kỹ thuật để xử lý. Kiểm tra cầu thang bộ yêu cầu phải sạch sẽ, không có rác nổi. Các thiết bị hỏng hóc phải báo bộ phận kỹ thuật xử lý. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình kiểm tra rủi ro tại khu chung của tháp chung cư. Cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi.